Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình có đánh hai đôi vòng tàu, mình có lại cho các bạn xem. Đấy. Đây thì mình đã cán nó mỏng rồi, bây giờ mình sẽ cán cho các bạn xem quy trình đánh nó. Đôi vòng tàu nó khó hơn nhẫn tròn một chút đấy, nó sẽ làm mất thật nhiều thời gian hơn nhẫn tròn. Đấy, rồi bây giờ tôi sẽ đi đánh cho các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ cán đến khoảng cán xong thì sẽ đến lượt rút. Bây giờ tôi cán cho các bạn xem trước, cán như thế nào. Càng cán sẽ càng dài ra. Cán ra khoảng 24 phân các bạn nhé, hai thôi. Dài lên rất nhiều rồi. Được 15 phân rồi đấy. Đây, hiện tại mình đã cán đủ chiều dài của nó, đây được hai đôi. Bây giờ sẽ đi rút xong hàng cho các bạn xem. Làm này là tôi chỉ làm hai đôi thôi, mỗi lần tôi quay dao thì làm một ít thôi, làm lâu quá là mất rất nhiều thời gian, làm nhiều đến mất rất nhiều thời gian, nên thôi tôi làm hai cái, mỗi thứ một ít. Tôi quay lại các bạn xem quá trình đánh như thế nào luôn. Rồi, tôi sẽ đi rút cho các bạn xem nhé. Bản nó to thì rút vòng sẽ to. Đấy. Trước khi rút tôi phải đốt lên, tôi đốt lên không để tôi rút. Đốt nóng vậy rồi nên mới đi rút được. Nhúng vào nước, tôi sẽ mang đi, tôi nhúng vào chậu nước của tôi ngoài kia cho nó dễ. Đấy, tôi sẽ để cái ve và tôi bóp vào như thế này, ôm theo cái ve vào trước đã, rồi nó thành cái dãy như thế này. Tôi sẽ gõ nó vào, gõ đều đều nó vào. Đánh bóng tàu thì nó cầu kỳ hơn nhãn tròn rất nhiều. Tôi sẽ để chúng nó khít nhau như vậy, như thế này, và tôi sẽ đi rút cho bạn xem nhá. Đấy. Và tôi sẽ rút cho bạn xem. Đây, để tôi rút cho các bạn xem rút như thế nào. Như thế là các bạn rút, tôi có những ống rút nhá, càng rút sẽ càng nhỏ. Tôi sẽ rút từ ống to nhất. Đấy. Sẽ đút vào đây. Như này, rồi rút. Đấy. Nắm chân lên, để cho nó giữ. Đấy. Giữ cái bàn rút này, rút. Đấy. Cặp chặt vào, cặp chặt không sẽ tụt. Đây. Để rút thì nó ống thành ống tròn này, càng rút sẽ càng tròn và nó sẽ càng ấy, càng mịn hơn. Đấy. Đấy, rút ống tròn rồi, tôi sẽ rút tiếp. Tôi sẽ phải đi đốt đỏ một lần nữa, rút cho nó dễ, cho nó mềm. Không là không, chưa đốt đỏ nó rất là cứng, rút rất là xít. Tôi đốt đỏ từ nãy giờ nên là rút rất là xít. Để tôi đi đốt đỏ một lần nữa nào. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ rút tiếp cho các bạn xem. Tôi vừa rút một lỗ đầu tiên, bây giờ tôi sẽ rút cái thứ hai. Thế là đơn giản, rút rất là từ từ, không rút tham. Đấy. Qua này. Đấy, tôi rút như này, giúp là tôi rút đến cỡ nhỏ nhỏ thôi ha, tôi để hàn vào rồi tôi cuốn rồi cắt ra thôi. Càng rút càng nhỏ, càng dài ra, độ dài càng dài ra. Tôi rút dài nó tầm khoảng 15 phân một đôi là 30 phân. Đấy. Thì chỗ này chắc chưa được 30 phân vì càng tự tay tôi phải là 20 phân rồi. Để tôi đi rút tiếp. Đây, rút tiếp lỗ này. Đấy. Rồi. Cứ rút như vậy được rồi, tôi sẽ đi hàn. Sẽ đi hàn cho các bạn xem. Cái này nó làm hai đôi nhưng mà nó mất rất nhiều thời gian đấy. Các bạn tưởng tượng là nhiều đây là cái này nha, tôi cuốn vào thành cái kiềng thì cuốn vào cái thành cái kiềng cổ này. Nhiều bạn bảo tôi đánh kiềng cổ như nào thì tôi cái kiềng cổ thì tôi bán được nên nó không chạy lắm nên tôi ít làm. Đấy, tôi thường làm vòng tàu. Và kiềng cổ thì toàn lấy kiềng si thôi, chứ kiềng đánh ra này ít lắm. Đấy, rồi. Đây tôi sẽ đi miếng đỏ và hàn. Giờ mình sẽ đi hàn cho các bạn xem nhá. Đây. Đây hàn mối hàn này vào này. Rút thì có ở giữa này, mình sẽ hàn cái mối này vào. Mình sẽ láng cái là nó dính vào ngay mà. Đấy, mình sẽ làm. Đấy. Rồi. Mình sẽ hàn cho các bạn xem nhá. Láng này ra xong tí tút lại cái nữa là lại nó lại đẹp luôn. Mình để nó cỡn trung bình, không cần cỡ nó to quá. Đấy, mình cứ hàn nó vào tầm này xong tí mình rút thêm tí chút nữa là nó nhỏ thêm tí vào, nó sẽ mịn ngay, nó sẽ mịn. cứ láng từ 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 một chút. Nó dính được một đoạn như thế này rồi. Đấy, một đoạn này nó liền rồi. Đấy, mình sẽ thử nhúng vào nước xong rồi mình cho các bạn xem. Đấy, chỗ mình hàn này. Các bạn thấy đấy. Nó đã kín hết rồi, nó bịt hết rồi. Còn những chỗ chưa hàn là sẽ có những vết nước này. Đấy. Đấy, vết cạnh này chưa hàn này. Đấy, còn đây là láng qua nó vàng nó chảy đều, nó dính rồi là được, là ok luôn. Đấy, quả này thấy chưa, nó dính rồi này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm nốt. Ok, tôi sẽ hàn tiếp. Cho xe này vào không nó sẽ gãy gập mất rồi này. Láng qua cái này nó liền nhau luôn, nó chảy là loáng nó liền với nhau, chỉ cần là bóc hai này nó khít với nhau một cái là láng hai liền nhau. Rồi, tôi đã hàn xong rồi, hàn kín nữa này các bạn này, hàn kín xong rồi này. Rồi, các bạn nhìn thấy vết hàn kín chưa, không còn vết hở nữa này, nhưng mà nó rất là hơi sần sùi một chút do tôi láng chưa đều. Đấy, nói chung là cũng ok rồi, bây giờ chỉ rút lại một vài đường nữa là nó nhỏ nhỏ là ok thôi. Rồi, tôi sẽ đi rút tiếp. Chỗ này lỗ này vừa qua rồi, lỗ này tiếp. Nắm chặt tay tôi sẽ rút phát. Rồi, rút được xong rất là mịn, xung quanh rất là mịn, rất là bóng. Càng rút nhỏ càng sẽ càng đẹp, càng mịn. Rồi, đấy các bạn thấy chưa, tôi càng rút sẽ càng mịn hơn rất nhiều rồi. Đây, tôi sẽ nướng đỏ và rút tiếp, nướng rồi rút cho nó dễ rút. Các bạn này, mịn chưa? Đấy, xung quanh rất là gần mịn rồi, gần mịn rồi. Đấy, nhưng mà tôi phải rút cho nó nhỏ thêm một chút nữa. Cái này rất là to. Tôi đánh cỡ trung bình thôi. Đánh cỡ to này có rất nhiều rồi. Để đánh cỡ trung bình nên rút thêm một chút nữa. Đây nhá. Bây giờ sẽ đi đốt nóng lên và cho nó mềm, rút cho nó dễ. Giờ tôi sẽ đốt đỏ lên. là đỏ nhưng mà nó vừa đây, không là nó gãy này. Cái này nó dễ gãy, nó ống mà các bạn. Tôi sẽ để ra đây cho nó nguội ngoại tí, tôi rút luôn. Chịt với cái bật lửa này cái thì nổ bùm. Cho nó nguội ngoại rồi đi. Tí nữa tôi sẽ đi ấy. Bề đốt nó rất bỏng, sờ rất bỏng. Nhưng mà vàng này nó ngoại cũng nhanh. Thả những viên đá này hay là nó sẽ ấy, tản nhiệt rất là nhanh. Ok, cầm luôn này, vừa đốt đẳng nóng xong rồi bây giờ cầm luôn này. Được phút được cầm luôn. Đấy, bây giờ sẽ đi rút tiếp. Ok, bây giờ sẽ rút tiếp. Luôn lỗ này, lúc này tôi nhảy cóc hơi nhiều nhưng mà thôi kệ, ok. Tụt các bạn. Rút tiếp. Chặt các bạn. Rút thì nó cũng rất là mà cỡ này đủ rồi đấy. Cỡ này to được đấy. Trơn rồi, nhẫn này, ok rồi. Giờ chắc tôi đi uốn nó cắt đôi ra thôi. Tiếp tục thôi. Đấy, ok rồi. Tôi tiếng đủ tầm này là đủ cỡ cho trung bình của tôi rồi. Rồi. Mỗi đôi là 3 phân, chỗ này là hơn 3 phân chút. Thì mỗi đôi vòng tàu hai chỉ của tôi là dài 15 phân tầm đấy. Giờ tôi sẽ cắt đôi nó ra. Rồi. Tôi phải đi cân bằng đã. Đây, tôi sẽ cắt đôi nó ra. Rồi, bây giờ tôi sẽ chia đôi cái này cho các bạn xem. Hai cái. Tôi sẽ chia bằng cách gọi là cân bằng để vào lưỡi kéo này. Nó cân bằng. Gọi này gần như cân bằng, gần cân bằng này đâu, gần cân bằng như này này, cắt được là gần chuẩn ok đấy. Đấy, cắt đôi ra. Rồi. Ok nhá. Cắt tầm này là ok rồi. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ cắt đôi ra và xong vào để chia hàng. Hai cái này. Rồi bây giờ tôi sẽ vào để tôi chia cho đủ, cái nào thừa cái nào thiếu là tôi vào chỉ cân lại cái nào thừa cái nào thiếu. Đây tôi áng khoảng cắt đôi thôi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ vào tôi chia xong rồi ra tôi cô lại cho các bạn xem. Tôi chỉnh đánh tiếp. Cái này nó đánh rất là lâu ấy. Đánh hai cái này chắc mất khoảng 30 phút mới được xong hai đôi vòng tàu đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi vào chia hàng nhá. Đấy, giờ tôi đã chia trong hai cái này. Một cái này là được một đôi vòng tàu cắt đôi thành hai chiếc vòng tàu đấy nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm cho các bạn xem. Đây. Mình sẽ làm luôn cho các bạn xem. Hai cái này. Đấy. Đầu tiên là phải vê cái đầu này tròn vào để gõ thành hai cái đầu nhọn xong rồi cắt đôi ra. Đây mình sẽ làm luôn, tiến hành luôn cho các bạn xem làm như nào. sẽ cho các bạn xem. Đấy, bịt nó kín như thế này này, xong rồi thì mình sẽ gõ đầu ra thành đầu nhọn, bịt kín như vậy này. Đấy, các bạn giờ đến đoạn này chắc là chưa hiểu lắm đúng không? Đấy thì tí mình làm các bạn sẽ hiểu dần dần. Tiếp tục mình sẽ làm đoạn này nhé. Đấy, rồi xong một cái, sang cái thứ hai này. Đây, tôi sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Các bạn nhìn từ xa nó khó. Đây, như thế. Tia thẳng lửa thẳng đầu cái vàng này. Tia thẳng nó sẽ rụt vào. Các bạn thấy chưa? Rồi. Mình sẽ quay đầu nó. Chưa? Đấy, chảy vào này. Làm rất là đơn giản thôi, nhưng mà tội là mất thời gian. Xong. Làm bịt kín hai đầu này. Rồi. Bây giờ sẽ đi gõ cho hai đầu này nó tròn ra. Đây, hai cái đây. Tôi sẽ gõ cái đầu tròn này, tròn hai đầu cho các bạn xem. Gõ tròn là gõ như nào? Đấy, tôi nghĩ các bạn, nếu bạn chưa hiểu đâu. Bây giờ tôi sẽ thực hành làm cho bạn mới hiểu được. Đấy. Sẽ sử dụng chiếc búa to hơn. Đấy. Càng gõ đây sẽ càng nhọn đầu ra này, và tôi cắt đôi ra, độ uốn tròn và tôi cắm vào cái đầu bên này. Đấy, các bạn hình dung ra chưa? Đấy. Để tôi sẽ gõ tiếp bên này, gõ vào bên một chút, thêm tí lại phải lấy lửa láng qua một chút cho nó đỡ bong, không là nó hao mất đấy. Gõ sẽ càng nhỏ ra như này, gõ nó nhọn ra. Đấy, tôi sẽ gõ lại cả cái đoạn này, quy trình này, các bạn xem là nó như thế nào, vào như thế nào. Các bạn là không biết là giãn như thế nào, làm sao cho nhỏ. Như này là ok các bạn ơi. Cái đầu không cần nhọn lắm, chỉ cần nhọn vừa vừa như này thôi là ok rồi. Đầu cái này thế nữa là ok. gõ là gọi như là nó ve cho nó nhỏ nữa. Dần dần cho nó nhỏ đi nữa. Rồi ok, xong một cái này nhá. Đấy, xong cái này. Xong bước tiếp theo là cuốn tròn và cắt đôi là ok. Đây, tôi sẽ làm cái tiếp theo. Xong một cái thứ hai đây. Quy trình nó chỉ có như vậy này thôi, nó không có gì cả. Đấy. Các bạn xem xong là các bạn hiểu được cả quy trình đánh ra một cái đôi đĩa như đôi hoa tai này như nào, như vòng tàu. Đấy. Đây, hiện tại mình đã làm tròn hai đầu xong rồi. Đấy, sẽ đi cuốn tròn. Trước khi cuốn lại phải đốt lên thôi. Đấy. Giờ mình sẽ đốt lên cho các bạn xem. Nóng như vậy nó gắp xuống cho nó giảm nhiệt để tôi cuốn. Đấy. Gắp lên. Rồi, bây giờ tôi sẽ cuốn cho các bạn xem này, đặt nó vào này và cuốn tròn. Nó sẽ thành một đôi tàu là vi diệu và đoạn vi diệu nhất. Đấy, xong ok, cuốn như vậy và nó đã là được một đôi vòng tàu. Thì cắt đôi ra, cái đầu sẽ cắm vào đây, nó sẽ thành đôi vòng tàu. Nên cẩn trọng không để rơi là sẽ dễ vỡ móc, phải vỡ mà nó móc mất, bằng tan rất là mềm. Rồi. Đây thì hiện tại đã tôi đã cuốn xong hai chiếc. Bây giờ tôi sẽ cắt đôi cho các bạn xem. Để tôi cắt đôi cho các bạn xem. Cắt này rất là dễ nhưng mà mềm, cắt dễ đứt. Cắt phải đều. Không sao. Có khi tôi có cái cưa cắt thôi, nhưng mà cái cưa tôi nó hết cái dây rồi, hết cái dây đồng để cắt này, hết cái lưỡi cắt rồi. Bây giờ cắt bằng dao. Ok, đã cắt xong. Đây tôi sẽ thử ví dụ các bạn này. Đấy, cuốn vào này nó thành đôi vòng tai này, các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ đi cắt tiếp đôi này. Rồi ok, đã cắt xong hai đôi này. Đấy, bây giờ sẽ ngoái cái lỗ này nó tròn một chút. Đây, gọi là lỗ này. Con bé phải ve ngoái cho nó tròn. Đấy, tròn rồi. Hai lỗ, cái này ngoái rồi này, cái chưa ngoái này thấy chưa? Ngoái cho nó tròn. Nhìn nó mới đẹp. Cắt nó sẽ bị bẹp chút. Cái bên này cũng vậy. Đấy. Rồi đốt đỏ lên và cuốn và nắn lại cho nó tròn một chút. Bây giờ sẽ cho vào nong để cuốn. Nó bỏng ấy. Nắn tròn nữa. Ok, như này là đã tròn. Này là chuẩn ok rồi. Bây giờ cuốn xong là đi láng bóng. Quy trình làm nó cũng rất là đơn giản thôi. Không có gì khó khăn quá cả. Thế là xong một đôi. Đấy, một đôi đấy, tròn sai các bạn này. Xong một đôi nhá. Làm nốt đôi này. Đấy, đã nắn trong, nắn tròn xong hai đôi. Bây giờ sẽ đi láng bóng. Đấy, láng bóng từ đôi một không lẫn mất. Để đôi này đây. Mở ra. Đấy, mở như này. Lá nó không dính vào nhau. Đấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ láng cho các bạn xem. Xong một cái. Đấy các bạn này, láng xong rất là bóng. Lại bóng hơn cái này rất nhiều, các bạn nhìn thấy so sánh này. Một cái láng vừa, cái chưa láng. Láng rồi rất là bóng. Láng nó bóng, xong rồi cường bóng nó dễ nữa. Rồi, bây giờ láng tiếp. Tiếp cái thứ hai. Xong cái nữa là xong một đôi rồi. Đấy. Đấy. Bây giờ làm tôi đôi tiếp. Đôi này. Đấy. Bây giờ tôi đã láng xong rồi, tôi ngoắc nó vào nhau rồi. Rồi đỡ lẫn, ngoắc đôi vào nhau lẫn. Bây giờ Làm xong giờ đi nhúng vào hàn the. Đây bắt hàn the này. Đấy. Hàn the này cho hàn the vào phóng nước lã nhé. Đấy, sẽ nhúng vào hàn the. Nhúng hàn the gắp ra. Để nhúng vào clo. Đấy. Rồi. Đốt đỏ nhúng vào clo xong là mang ra cửa bóng là ok. Đã xong rồi. Nhưng nước lạ. Giờ đi xí cơm bóng. Rồi giờ tôi sẽ cơm bóng. Cùng đều tất cả. Tôi sẽ lấy một chút giấy tôi lau chỗ cầm đi cho các bạn cùng xem đây nhá, bóng lừ luôn các bạn ạ. À, bạn thấy bóng lừ chưa, bóng như soi gương chưa đấy, bóng lừ luôn này, còn cái này chưa cầm này. Giờ tôi sẽ cầm nốt. Thì bây giờ tôi đã cùng bóng xong rồi. Đấy. Hai đôi rất đẹp, đã hoàn thành hai đôi. Thì các bạn xem đến đây chắc cũng hiểu hết rồi tất cả quy trình đánh như nào đấy. Thì tôi đã quay lại tất cả quy trình đánh video này. Đấy. Quy trình đánh giao đôi này như nào thì các bạn xem là hiểu luôn rồi. Đấy. Rồi ok. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tôi nhé. Xin chào tất cả các bạn.